bạn nhé. Xin giới thiệu với các bạn vườn hoa giấy hai màu này. Cây thì nó đều tăm tắp luôn. Các bạn nhìn. Gốc của nó tầm ngón tay rồi nhé. Cây thì rất đẹp, hoa nhiều. Đây đều là hoa giấy hai màu hết nhé. Đây chiều cao của nó. Chiều cao của nó tầm 90 phân. Cây ở trên chậu nó 300. Nhìn nó rất là rực rỡ. Sắp tới mình sẽ làm một cái video giới thiệu về hoa giấy nhé, và các loại hoa giấy để cho mọi người biết thêm.